Nhân dịp 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, nhưng mà trước 8 tháng 3 là ngày 3 tháng 3 sinh nhật của chị Diệu Nguyên. Thì như hy vọng là mọi người sẽ luôn liên tục mua lạp xưởng và khô gà ủng hộ chị Diệu Nguyên. Và có thể là mua lạp xưởng, khô gà để tặng cho những người phụ nữ trong gia đình nhân dịp 8 tháng 3 như là mẹ nè, chị nè, cô giáo của mình. Mình nên thiết thực một chút như xưa là hay là tặng hoa. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ là nên tặng đồ ăn đi. Ăn nhiều thì mới khỏe được, ăn nhiều thì mới khỏe được, ăn nhiều thì mới khỏe được. Và nó rất là thiết thực, cho nên Nhi chúc mọi người một ngày 8 tháng 3 vui vẻ. Số điện thoại. Số điện thoại 0933704455. Biên tập nó ép chứ mình cũng không có muốn cái đọc số điện thoại của bà Nguyên đâu, bán khô gà với lạp xưởng nha. Đó. Chứ để đừng cắt. Thì 8 tháng 3 thì hôm đó Dinh sẽ mua một chậu hoa tặng cho cô giáo của mình. Các bạn đã nghe bài mùng 8 tháng 3 em tham gia thăm vừa rồi đúng không? Đúng không? Chị nói như vậy. A few moments later. Xúc động quá. Vẫn chứ quý là vẫn hai hoa tặng cô chứ không mua khúc gà đi làm sao tặng cô. Chị hiểu lòng em rồi kìa. Thôi bo xì nó đi còn chơi làm cái gì nữa.